Rồi, Auto Station, mình chào các bạn. Hôm nay mình sẽ mang cho các bạn một cái concept của Ranger xuống 2024 ha. Đây là phiên bản Ranger Wildtrak màu bạc các bạn, với bộ mâm 20, đi cùng với đó là bộ lớp gai ha, ốp của bánh của Thái luôn. Ở phía sau là đi cùng với đó là cảng sau Hammer, không phải sau Hammer thế hệ mới, và hai cái bô mà mình làm ra chỉ là bô giả thôi ha, để tạo hình cũng như phiên bản laptop 3.0v6 này các bạn. Quá đẹp luôn các bạn. Trong những xu hướng mình nghĩ chúng ta nâng cấp nhẹ nhàng thôi, nhưng mà làm thay đổi một cái góc nhìn về xe Ranger luôn ha, thay đổi rất nhiều luôn về những chi tiết. Phần trên nắp capo thì mình cũng đã chọn phương án là ốp nắp capo của Fit các bạn. Trong những ốp capo có ngựa Mustang đó, mình đã sơn hai màu đen và bạc đang xen cùng với nhau. Cái phần đầu xe thì mình vô cái chữ mặt ga lăng chữ Ford với ba đèn định vị màu vàng, trong những mẫu cũng quá đẹp đối với dòng xe Ranger các bạn, cũng không cần phải đổi gì thêm. Còn bên mình thì có những cái mẫu về Mustang ở mặt ga lăng chữ Ford phía trước thay mẫu Mustang ha, và những cái mẫu khác theo kiểu mà tôm chắc ba cái đèn ở ngay hai bên cạnh mình cũng có các bạn. Và khi mà mình nâng cấp thì những cái chức năng camera 360 của xe Zin mà mình đều dời qua cái mặt ga lăng chữ Ford này hết các bạn. Trên đầu xe thì mình còn dán thêm chữ Ranger nữa các bạn, rất đẹp luôn ha. Chúng ta chỉ cần decor nhẹ một chút xíu thôi là vào một cái xu hướng khác ha. Ranger thì có quá nhiều mẫu để chúng ta có thể nâng cấp với body laptop mẫu Storm chắc ha. Còn đây là chân mẫu mà mình nghĩ xu hướng của 2023. Và cái phần đầu xe thì nó không có thay đổi nhiều, nhưng mà chúng ta tập trung vào phần bên hông các bạn và phần phía sau ha. Đây là cái mắt camera 360 mình đã dời ra khi mà mình nâng cấp cái mặt ga lăng chữ Ford các bạn. Và mình chọn phương án là sơn đen bóng cái chữ Ford ở phần ga lăng đầu xe để tạo điểm nhấn một chút xíu sau là những mẫu 2023 các bạn. Và mình còn chọn thêm phương án là ốp viền đèn trước sau ha, trong những mẫu phiên bản của Thái luôn các bạn, rất đẹp luôn ha. Phiên bản Ranger Wildtrak thì các bạn cũng đã thấy những cái đường gấp khúc nó cũng đã quá đẹp ha các bạn. Và anh khách này anh lựa chọn cái phong cách là nâng cấp về sự cơ bắp các bạn, với sự hầm hố ha. Và anh Smith lại những chi tiết cùng với nhau về nắp capo, về ốp của bánh, về mâm, về lốp ha các bạn, và một số chi tiết khác nó điểm nhẹ thêm, nó kết nối với nhau khá là hài hòa. Và anh cũng chọn hai màu là màu bạc và màu đen, màu sáng và màu tối ha, không quá nhiều màu ở phần ngoại thất để anh có thể nâng cấp các bạn. Phía dưới này là phần cản các bạn, là phần xám bóng. Chúng ta có thể vô cái phần body của laptop, hoặc chúng ta có thể decor một số chi tiết khác các bạn. Quá đẹp luôn ha các bạn. Chúng ta dập giá nhẹ một chút xíu thôi, nó sẽ ra một cái phong cách hoàn toàn khác luôn ha. Bốn ốp cửa bánh của Thái đi cùng với đó là bộ mâm. Mâm này trong những dòng mâm Vampire, lớp đi cùng với đó là dòng lớp gai các bạn. Lớp gai này là lớp gai AMB ha, dòng lớp gai to để chúng ta có thể đi đường xấu, bám đường sẽ tốt hơn rất nhiều luôn. Và khi mà chúng ta vô mâm lớp thì chúng ta phải thay càng A nha các bạn. Càng A là cái này, cái màu xám xám này các bạn. Tại vì cái hành trình nhịp của cái càng A mâm 18 nó sẽ khác với lại càng A của mâm 20, và nó sẽ an toàn hơn khi mà chúng ta lên mâm lớp các bạn. Và khi mà chúng ta vô mâm 20, chúng ta vô cái bộ nâng gầm để hạn chế vấn đề mà khi mà chúng ta đánh tay lái hết từ bên trái hết từ bên phải nó không bị cả các bạn. Đây dòng mâm Vampire với kiểu mâm đang là hot trend của 2023 và tiếp tục là hot trend của 2024 nữa các bạn. Dòng mâm rất đẹp luôn ha. Và đi cùng với đó là lớp gai, thêm một cái ốp Lambo màu xanh chuối nữa ha các bạn. Quá đẹp luôn. Trong những cái mix mà mình nghĩ nó sẽ là xu hướng của những đầu năm 2024 luôn các bạn. Và bên Thái thì họ đang rất chuộng về những cái thiết kế giống như vậy luôn ha. Mâm thì mình có khá là đa dạng, có những mẫu mâm về Vagi, có những mâm về Lenso, nhưng mà những mẫu mâm về Vampire thì đang trong những mẫu mâm cũng đang được rất là chuộng, và với cái giá nó mềm các bạn, và kiểu dáng nó cũng khá là đẹp ha các bạn. Đó, lớp thì chúng ta có thể tùy chọn lớp BF Quick nếu bạn đi về những lòng lớp gai mà độ ồn nó không nhiều, còn những dòng lớp gai này nó sẽ hơi to, nó sẽ hơi ồn chút xíu ha. Nhưng mà cũng còn tùy vào khẩu vị của khách các bạn, có những khách anh thích đi ồn chút xíu thì anh mới cảm thấy ok. Cái ốp Lambo, ốp Lambo màu xanh lọc chuối các bạn. Màu này thì mình có khá nhiều đa dạng ha, mình có màu đỏ, mình có màu xanh nước biển, có xanh lọc chuối. Đó, chúng ta lắp lên chúng ta thay đổi một cái kiểu dáng, cái cách chơi xe nó sẽ cá tính hơn ha các bạn. Lớp gai thì chúng ta tùy chọn lớp gai mẫu này cũng được, hoặc là lớp gai Toyo, hoặc lớp gai BF Quick ha các bạn. Và chúng ta chọn cái bộ nâng gầm thì cũng là bộ nâng gầm của thương hiệu luôn, bộ nâng gầm của Fender các bạn. Và những chi tiết về tính năng về an toàn, những công nghệ cao của bản Ranger Wildtrak cũng gần như đầy đủ ha các bạn. Chúng ta thêm vào đó là những cái trang điểm và những cái giảm giá để làm sao cho xe chúng ta nó thật sự cá tính, mang những yếu tố cá nhân hóa, đậm chất cái signature của chúng ta luôn ha. Bên mình là đơn vị chuyên về cá nhân hóa, chuyên phối theo những cách mà chơi xe theo kiểu khách hàng các bạn.
Còn trong những xe Ranger thì có quá nhiều kiểu chúng ta chơi ha. Và khi mà chúng ta vô bộ mâm lớp, chúng ta sẽ thấy một cái bộ nhựa điện xe nó hoàn toàn khác luôn các bạn. Bước vào phần nội thất thì chúng ta sẽ thấy một màu full đen ở phần trần, phần cột. Đây là định vị của những dòng xe cao cấp các bạn. Với những dòng xe phiên bản thấp hơn như Ranger XLS, phiên bản Sport đó, thì những chi tiết này chúng ta sẽ thấy là màu kem. Chúng ta hoàn toàn có thể sơn hoặc chúng ta có thể làm da lộn Alcantara và da lộn thôi. Nói về những cái thiếu ở trong phần nội thất này cũng còn khá là nhiều, giống như camera hành trình, cho những cái cũng không thể thiếu hả các bạn. Camera 360 thì có sẵn trên bản quay track, nhưng mà bản phiên bản thấp hơn cũng chưa có, chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp thêm được ha. Đường nước hoa tạo cái mùi hương dễ chịu khi mà chúng ta đi xe. Lo trung tâm trong những cái cũng rất cần thiết luôn, để tạo hiệu ứng âm thanh nó đầy hơn, chúng ta nghe những bản nhạc sẽ hay hơn ha. Ngoài ra thì bộ kích camera 360 cũng rất cần thiết luôn các bạn. Từ khi mà chúng ta đánh xi nhan bên trái bên phải thì nó không xuất hiện ra vạch đánh xe bên trái bên phải, nó không có, chúng ta không có gọi xem camera trước được ha. Và cái điều này thì trong bộ camera 360 nó có, nhưng mà chúng ta chưa kích hoạt thôi. Chúng ta vô cái bộ kích camera 360 chúng ta sẽ xài được những chức năng này. Trong những cái hộp số của Ranger WayTrack nó khác với laptop, đó là cái 4A các bạn. Laptop thì sử dụng một cần số điện tử ha, có chức năng 4A, trong những cái chi tiết cũng rất xịn sò luôn các bạn. Cả biểu sức lớp của phiên bản Ranger WayTrack cũng chưa có, vô lăng đề kết nữa ha. Cũng còn rất nhiều món chúng ta có thể nâng cấp thêm để làm sao cho cái tiện nghi chúng ta lái xe nó sẽ thật sự thoải mái. Mình nghĩ chúng ta có thể thêm vào những cái món về Ranger, chúng ta có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là những món không thể thiếu khi mà chúng ta mua xe Ranger luôn ha, giống như ghế trượt điện hàng 2, dán phim cách nhiệt, phủ gầm. Nhóm thứ hai là nhóm có thể không. Nhóm thứ ba là nhóm nuông chiều cảm xúc các bạn. Nhóm về âm thanh, nhóm về mâm lớp, nhóm về body kit ha các bạn. Bên mình thì có sẵn những cái gói tư vấn, những cái gói này để chúng ta có thể chơi xe, để chúng ta có thể nâng cấp theo đổi ngoại hình của xe ha các bạn. Chứ không phải là chúng ta nói về nâng cấp xe là phải thêm thắt vào những cái mà cần thiết ha các bạn. Hoặc là có cũng được, không có cũng được thì nó cũng còn tùy. Về Ranger thì mình đã thống kê các bạn gần 40 món đến 50 món mà chúng ta có thể nâng cấp, và có những món mà không thể không có luôn các bạn. Giống như phần đèn gầm, và những khách đi chạy xe Ranger phần đèn nói là thật sự là tối dụng. Anh cũng cố gắng chạy phần đèn xin trong vòng 3 tháng đến 5 tháng, nhưng mà thật sự quá tối. Anh đi đường xa, đi đường trời mưa, đi đường ướt một chút xíu là anh đã không thấy đèn đường rồi các bạn. Và anh quyết định vô những phần đèn gầm. Có những khách anh còn vô đèn COS, ở vị trí đèn COS anh vô cụm đèn laser nữa các bạn, để chiếu xa nó tốt hơn ha. Chứ đèn LED Smart Chip của Ford thì quảng cáo là 200 bóng, 300 bóng, nhưng mà thật sự tối các bạn. Đây là cái khung thể thao Hummer thế hệ mới mẫu 2024 này các bạn. Được thiết kế cũng khá là góc cạnh, nó phù hợp với lại cái concept, cái combo của xe Ranger WayTrack này các bạn. Và anh khách cũng cực kỳ có chủ đích luôn ha, khi mà nâng cấp những chi tiết về khung thể thao, về ốc của bánh, về mâm lớp, về dòng lớp nó cũng là gai góc hơn, nó cũng vân to hơn các bạn. Mẫu của Hummer, trong những cái mà Hummer luôn có nhiều cái mẫu để làm sao cho đáp ứng những cái nhu cầu khách hàng khác nhau, những cái cá tính khác nhau các bạn. Còn bên mình cũng là chuyên về cá nhân hóa luôn ha. Bạn thấy khi mà chúng ta vô ốc của bánh nó có vừa bằng như là cái mí của cái bộ mâm, mâm vampire ha, trong những mâm xu hướng, và nó thẳng lại cái lớp luôn các bạn, như vậy thì rất đẹp luôn ha. Và phần phía sau thì mình dán thêm những cái chữ Ranger đen và những cái lõm ở cái nắp bẩn ha, và mình thêm những ốp viền đèn. Phần phía sau, phần cản sau cũng là chơi cản Hummer luôn các bạn. Đi cùng với đó là hai cái bô giả phía sau, mình chọn cái bô giả màu bạc ha các bạn. Mình đã chọn tính toán rất kỹ luôn, màu đen, màu bạc, hai chi tiết đang xen cùng với nhau. Một số chi tiết mình làm bóng, một số chi tiết mình làm mờ, màu bạc là những chi tiết của màu xám ha các bạn. Đi cùng với đó là hai cái ốp bô. Cái lốp bẩn thì khi mà chúng ta nâng cấp á, các bạn nâng cấp bên mình sẽ tặng cho bạn luôn khóa bẩn theo chè luôn ha các bạn. Chúng ta khóa một cái thì nó sẽ đóng vào cái bẩn luôn. Đó, hai cái ốp bô màu bạc. Chúng ta có thể nâng cấp thêm để nó tăng thêm cái vẻ đẹp cho xe ha, giống như bản 3.0 V6, tức là chỉ là cái ốp bô giả ha các bạn. Chúng ta muốn vô những chi tiết về bô HS thì mình cũng có luôn ha, với hai cái bô nó ra hai bên, nó sẽ tăng công suất cho xe, nó tăng uy lực cho xe luôn rất nhiều luôn các bạn. Chúng ta thêm cái cản sau Hummer, chúng ta chạy xe sẽ yên tâm hơn, và nó có những chi tiết đèn ở phần phía sau luôn các bạn, và những cái cảm biến mà nó nằm trong cái cản sau của Ranger, mình đều dời ra những cái lỗ cảm biến này sẵn luôn. Chúng ta lắp lên chúng ta không cần phải khoan đục chế gì hết. Chúng ta lái xe thì chúng ta có thể quan sát phần phía trước một cách rất dễ dàng, nhưng mà phần phía sau thì chúng ta không có biết được ai đâm tích chúng ta ha. Vô cản Hummer để bảo vệ được cái phần phía sau chúng ta, chúng ta sẽ yên tâm hơn các bạn.
rất đẹp luôn. Và cả Hummer được sản xuất ra Donny đóng giày đúng với lại xe Ranger đúng không ạ? Bạn thấy những cái đường gấp khúc rất đẹp luôn ha, đi cùng với lại xu hướng của xe Ranger. Ở cái mâm phía sau, cái dáng từ phía sau các bạn rất đẹp luôn. Mâm vam bay, lớp gai, chúng ta với bộ lưng gầm của hàng thương hiệu của Fender của Thái luôn các bạn. Dòng lớp thì chúng ta có thể chọn những cái mẫu cá tính, những mẫu cái gai hoặc là những cái mẫu êm các bạn, cũng còn tùy ha. Trong những concept mình nghĩ cũng rất đẹp luôn, chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có thể nâng cấp ha các bạn. Và chúng ta chỉ cần vô bộ mâm, bộ lớp, chúng ta có thấy một cái bộ nhận diện của xe Ranger nó khác hẳn luôn các bạn. Cái dáng xe nó cao hơn, nó hầm hố hơn, và giảm giá thêm một số chi tiết khác về khung thể thao, cản sau Hummer, ốp cua bánh để nó cân đối lại cái bề mặt của cái xe, nó không có bị nước văng các bạn. Chữ Ranger phía trước, ốp nắp capo, dạng con ngựa Mustang nữa ha. Một trong những concept mình nghĩ gợi ý cũng quá đẹp luôn. Một trong những xu hướng của Ranger 2024 mà chúng ta cũng nên tham khảo để chúng ta có thể lựa chọn, tìm kiếm cấp cho xe ha các bạn. Rồi, vậy là mình cũng đã review nhanh một cái xe Ranger, chúng ta có thể cá nhân hóa một chút xíu, thao một chút xíu với những xuống 2024. Bạn có nhu cầu nâng cấp xe, độ xe hay ghé bên AutoStyle của mình nha. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình. Trên Bùi Dũng, xin chào và hẹn gặp lại.